Khổ quá, mẹ mình mua cho mình mà mình không biết biết nấu món gì, khổ quá. Mà đứa này tôi khổ quá, mẹ tôi mua cho tôi bao nhiêu xúc sinh mà tôi không biết nấu. Bạn có cách nào nấu cho tôi với bạn ăn? Ui ôi, bạn Viên ơi, sao nhiều xúc sinh thế này? Bạn đi chế biến thành món gì trong tớ bạn ăn? Có nghĩa là bạn không biết nấu à? Ừ, không biết nấu. Uê, nhà bạn giàu thế mẹ, bạn mẹ bạn mua xúc xích cho bạn mà bạn không biết nấu á? Thế có nghĩa là hôm nay bạn mang ra đây là bạn nhờ tớ nấu hộ sao cùng ăn gì? Ừ, xong tớ mới bạn ăn. À, tớ bạn cùng ăn gì? Cùng ăn. Ui giời ơi. Thế thì bạn gặp đúng người rồi bạn Nguyên ạ. Tớ là vua đầu bếp của về xúc xích này. Hôm nay bạn đi nấu tớ đi. Hôm nay nhá. Tớ sẽ nấu đủ hình dạng xúc xích cho bạn ăn. Ừ, xong bạn. Nhưng mà bạn phải chăn bò hộ tớ cơ. Không về mẹ tớ đánh tớ đi tớ. Đây, bây giờ tớ chăn xong bạn đi nấu. Thôi được rồi, đây bạn cầm dây chạc bò đây. Nhớ nhá, phải chăn bò đấy. Để tớ về tớ đi thiết kế đủ hình dạng xúc xích. Các bạn ơi, đấy, hôm nay bạn Nguyên mua rất nhiều xúc xích các bạn ạ. Lại không biết chế biến kiểu gì các bạn ạ. Đấy, là phải mình thì chế biến có đẳng cấp luôn các bạn nhá. Thì các bạn ơi, hôm nay Hưng sẽ làm món là mình sẽ chiên đủ hình dạng xúc xích luôn các bạn nhá. Đấy, cứ xúc xích mình sẽ thiết kế ra các kiểu hình dạng, sau đó mình sẽ cho vào chảo mình chiên các bạn nhá. Xem nó thành hình gì các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ sáng tạo thế các bạn ạ. Bạn Nguyên này không biết nấu ăn các bạn ạ. Thế là lại phải giao trọng trách lớn lao cho mình các bạn nhá. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi thiết kế các hình dạng xúc xích các bạn ạ. Một khay xúc xích khổng lồ các bạn ạ. Chỗ này phải 50 cái các bạn nhá. Đấy. Nhà bạn Nguyên giàu lắm các bạn ạ. Bạn Nguyên trông thế thôi nhưng nhà bạn Nguyên rất là giàu các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi thiết kế các bạn ạ, đủ hình dạng xúc xích các bạn nhá. Đấy, đây. Đầu tiên là mình sẽ xúc xích là cái hình dạng phổ thông nhất, đó là hình dạng này các bạn nhỉ, cứa này. Sau đó là chiên các bạn nhỉ. Đấy. Đây là cái hình dạng phổ thông các bạn nhá. Đây là cái hình dạng đầu tiên. Đấy. Rồi, hình dạng thức xúc thứ hai các bạn này, mình sẽ cứa này các bạn nhá. Đây các bạn này. Đấy, hình dạng xúc xích thứ hai các bạn nhá. Đây hình dạng xúc xích thứ ba các bạn nhá, mình sẽ xoáy tròn các bạn ạ. Đây các bạn này. Đấy. Đấy cái dọc dọc này các bạn nhá. Đây các bạn này. Đấy. Không biết nó thành hình gì các bạn ạ. Đây, hình dạng thứ 5 các bạn nhá, mình sẽ xoáy các bạn này. Xoáy tròn các bạn ạ. Đây, hình dạng thứ 6 các bạn này. Đấy các bạn ơi. Như con bạch tuộc các bạn nhỉ. Rồi, sang thứ 7 các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy, 8 bạn nhá. Đấy các bạn này. 9 này các bạn này. Các bạn thấy chưa? Các bạn ơi, cái hình dạng này buồn cười nhất các bạn ạ. Rồi, thì các bạn ơi, có rất chi là nhiều hình dạng đây rồi các bạn ạ. Vì không biết là mình chiên lên nó thành như nào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ chiên lên, sau đó là mình sẽ mời bạn Nguyên vừa giao trọng trách cho mình thưởng thức các bạn nhé. Let's go. Các bạn ơi, mình bắt đầu chiên các bạn nhé. Mình chất bếp xong rồi các bạn ạ. Đấy. Ôi. Đấy, xúc xích của mình đấy các bạn ạ. Không biết nó ra hình dạng gì không các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn chưa. Đấy, đổi màu luôn các bạn ạ. Ui, cái bạch tuộc các bạn này. Lở này. Ui, hay không các bạn nhìn chưa. Đấy các bạn ơi, rất là nhiều hình dạng các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này. Đó. Hay lắm các bạn ạ. Ui, hay hơn là hay các bạn ơi.
Đấy. Hay lắm các bạn ạ. Ôi cái hình dạng này các bạn này, trông nó hai cái hình dạng buồn cười các bạn nhìn này. Đó. Đấy các bạn nhìn này. Wow. Đấy, chiên lên nó rất là đẹp các bạn nhá. Đấy. Các bạn ơi, hôm nay bạn Nguyên mình sẽ phải khen mình tấm tắc các bạn nhá. Đấy, mình là đầu bếp cũng gọi là có tiếng ở làng mình các bạn ạ. Đấy, ui các bạn ơi, nhìn này. Cái này hay không các bạn này? Wow, hay không các bạn thấy hay không? Đấy. Đây cả cái này nữa các bạn này. Đấy. Rất là hay luôn, đây cả hình dạng này nữa các bạn này. À, hình dạng lốc xoáy các bạn này. Đấy. Đó các bạn ơi. Các bạn thấy mình sáng tạo không? Sắn lăng là chín rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ vớt ra các bạn nhá. Đấy, rất là nhiều hình dạng luôn các bạn ạ. Cái hình dạng này chiên đi nó buồn cười nhất các bạn này. Đây là cái hình dạng này mình thấy là khá đẹp này các bạn này. Mình vớt ra nha các bạn nha. Đấy. Rất là nhiều hình dạng luôn. Wow. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy. Wow. Ui ôi. Wow. Đấy, rất là nhiều hình dạng. Wow. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy, hình dạng lốc xoáy các bạn này. Rồi. Đấy các bạn ơi. Xúc xích mình chiên đủ hình dạng luôn các bạn nhìn chưa? Đấy các bạn nhìn này, cái hình dạng này mình thấy đẹp này các bạn này. Theo cái hình dạng này này. Đấy, giống quả lựu đạn các bạn nhỉ. Đó. Cái hình dạng này là hình dạng kiểu con bạch tuộc các bạn nhỉ, nhìn nó hay các bạn nhỉ. Đó, đây là xúc xích lốc xoáy các bạn này. Đấy, lốc xoáy luôn các bạn nhá. Và đây là xúc xích kiểu như là chiên bình thường các bạn này. Đấy. Rất là nhiều hình dạng luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, đây này các bạn nhìn này. Đây nữa các bạn nhá. Đó, rất là nhiều luôn. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ gọi bạn Nguyên ra đây để thưởng thức các bạn ạ. Không có tí đâu, nguội ăn nó sẽ không ngon các bạn nhá. Bạn Nguyên ơi. Ôi, từ đây. Bạn Nguyên ơi, nhanh lên bạn Nguyên ơi. Wow. Bạn ơi, sao bạn chế biến thành nhiều loại xúc xích khác nhau đấy? Nhiều không? Nhiều. Bạn ngồi ra đây, ngồi thấp xuống. Mỗi loại một hình dáng bạn nhìn. Đấy, bạn thích cái hình dạng nào nhất? Tôi thích cái này này. À. Xong cái này. Đấy, đây này. Đấy, hình dạng này đẹp đúng không? Mấy cái lò xo này nhìn đẹp này bạn này. Đẹp không? Đẹp. Đấy, lần sau bạn cứ có cái gì ăn là bạn đưa tớ làm đẳng cấp luôn. Dạ, ăn đi nhưng bạn. Ừ, ok, bạn ăn đi. Đấy, đấy bạn cứ ăn đi. Đây, tự ớt này, tôi chuẩn bị tự ớt cho bạn này. Bạn ăn đi. Đấy, bạn thấy. Bạn cũng ăn. Được rồi, bạn thấy tớ nấu ăn được không? Ngon lắm mà. Lần sau ấy, mẹ bạn mà mua cái gì cho bạn ấy, bạn mà không biết nấu, bạn cứ mang vào tớ nấu cho, nhớ chưa? Được. Đấy. Ngon lắm mà. Đây, bạn cầm cái xúc xích ấy, hình dạng này. Đấy, cà rô ấy. Bạn ăn. Ừ, ăn đi. Đấy các bạn ơi, mình sẽ ăn cái hình dạng này nhá. Ừ. Ngon không? Ngon hả các bạn? Mà bạn vừa chế biến kiểu gì sao nhìn đẹp mắt nó ngon đấy. Ngon không? Chứ bình thường chiên xúc xích kiểu dạng như bình thường này thì ai chả làm được. Đấy, quan trọng là cái sáng tạo bạn. Còn tớ không biết làm những cái món này. Đấy. Thế nên là bạn cứ có gì ăn mà không biết nấu là mang cứ nấu cho bạn. Đấy. Đời, nhà tớ nhiều cái ăn lắm nhưng mà tớ không biết nấu. Lần sau tớ có tớ cứ mang cho bạn nấu nhé. Được rồi. Ngon nhỉ? Ngon. Ăn thoải mái luôn. Mà mẹ bạn mua nhiều đấy. Mẹ tớ mua nhiều lắm, mỗi tôi tớ không biết nấu.
Tao hôm nay mẹ bạn đi vắng đúng không? Đi vắng. Cơm mà trong tủ ra đầy thì mang ra đây nấu luôn. Ừ. Tớ bạn không ăn hết đấy, tí được gọi bạn Hùng ở đây. Tí gọi bạn Hùng đây. Nhau này, bạn phải mang về cho mẹ ăn nữa nhá. Xem tớ nấu ăn thế nào. Ngon, ngon bạn ạ. Đây à, cái này đẹp. Cái này đẹp đúng không? Ăn luôn. Đây. Ngon đúng không? Ngon. Bò của tớ đâu? Có để ngoài kia bạn ạ. Bạn buộc cặp chưa? Buộc cặp rồi. Bỏ ra nó ăn hết củ mà ra bắt đấy. Tớ buộc sẵn ngoài kia. Các bạn ơi, ngon lắm các bạn ạ. Xúc xích của bạn, mẹ bạn Nguyên mua ngon tuyệt vời luôn. Mẹ gặp mình nấu ngon nữa nên là càng tuyệt vời hơn bạn nhá. Các bạn ơi, bạn Hưng, bạn của mình nấu ăn ngon lắm mà các bạn ạ. Bạn Nguyên ơi, bây giờ tới đi gọi bạn Hùng ra đây thưởng thức nhá. Bạn ơi đi, lâu lắm đấy không gặp bạn Hùng. Rồi. Ê bạn Hùng ơi, ui ôi. Wow, bạn ơi, ăn xúc xích của bạn Hưng nấu này. Ôi, bạn Hưng gì mà chiên nhiều hình dạng này á? Đấy, tớ giỏi không? Ôi, bạn Hưng giỏi thật đấy. Đấy, bạn Hưng thích hình dạng hạt sắt. Hưng thích hình dạng này mình nhá, mình là thích cái loại mà kiểu đây này, nó sần sùi, nó hai đầu, hai chiều này. Đấy, đấy, hình dạng đẹp nhất. Cái này tớ cũng thích này. Cái này thì nó sần sùi, mình không thích lắm, cái này mình thích hơn. Bạn ăn đi, bạn ăn đi. Bạn ăn đi. Bạn Nguyên ăn đi. Đây, tớ. Đấy. Súng thích này là của bạn Nguyên, bạn Hùng ạ. Bạn Nguyên là đẹp dài thế. Đấy. Bạn thấy bạn Hưng nấu ăn có ngon không? Sao bạn mua nhiều xúc xích đấy? Tớ lấy của mẹ tớ. Ui dồi, lấy của mẹ đấy. Bạn Nguyên không biết nấu, không biết chế biến nên là bảo tớ là tớ chế biến. Đấy, tớ chế biến cho đủ các hình dạng luôn. Ôi dồi. Bạn Hưng thì khéo tay ha. Đấy. Làm sao bạn Hùng mà không biết nấu cái gì, bạn có gì ăn bạn cứ đưa đây tớ nấu cho. Ok luôn. Đấy. Bạn Nguyên ăn thấy ngon không? Ngon, ngon lắm bạn ạ. Bạn Hùng ăn thế thế nào? Có tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn chấm với tương ớt đấy bạn này. Ui. Đấy, cái này. Đấy các bạn ơi, hôm nay mình thiết kế chắc phải được hơn 10 hình dạng mất cho bạn ạ. Xúc xích chiên các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này. Đây cả hình dạng này nữa các bạn này. Rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, đây nữa này. Và hình dạng này nữa các bạn này. Đó. Đây nữa. Nhiều lắm các bạn ạ. Hình này là hình gì bạn ơi? Đây là hình con hình kiểu bạch tuộc ấy. Lấu hoa ấy. Được. Đấy. Đây rồi. Bạn Nguyên sau là có món gì ngon là cho mình ăn nữa nhá. Lần sau mình có miếng gì ăn mình cứ đưa cho bạn ăn nấu rồi. Thôi. Ok. Rồi. Thôi bác. Đấy. Đi. Đấy các bạn ơi. Hôm nay mình chế biến xúc xích rán đủ hình dạng, các bạn thấy cái hình dáng nào đẹp thì các bạn hãy comment ở dưới video này các bạn nhá. Và các bạn hãy cảm ơn bạn Nguyên đã tài trợ cái xúc xích này các bạn ạ. Mẹ bạn ấy mua xúc xích ngon lắm các bạn ạ. Đấy. Thì clip của mình xin dừng lại đây các bạn nhá. Và xin chào hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nhá. Bye bye.